một thông tư mới đáng chú ý. Theo thông tư 04/2022 về vấn đề rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, thay thế cho thông tư số 04/2011/TT-NHNN vào ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được điều chỉnh theo quy định liên quan tới việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài so với trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Theo quy định mới thì cách tính lãi khi mà rút trước hạn một phần khoản tiền gửi sẽ giúp cho người gửi tiền có lợi hơn. Cụ thể, nếu mà khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ cái phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn thấp nhất, còn nếu mà phần tiền gửi còn lại vẫn được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất áp dụng. Trong khi đó thì theo quy định hiện hành, khách hàng không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm. Một khi mà đã rút toàn bộ tiền gửi thì phía khách hàng sẽ chỉ được thanh toán mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng đó.